thua Gricatha còn đang nói thua Seang là nó điều là rất bình thường khi mà Seang bài đẹp. Không có gì bàn cãi cả. Vâng, không biết là giờ này thì có anh em nào đã ăn cơm chưa? 7 giờ rồi. Chào Phạm Phương Mai nhá. Rồi xúc thôi, quân, Summer. Sam Sam, rồi, cân. Quân là cân thế này, hai Summer đối đầu với nhau. Đằng nãy giờ thì có đúng một trận là... À thôi, cũng cân, trận đầu tiên mình AC Min. Cũng là quân, là cân thôi. Tỷ số thì là 1-0 trận đấu thứ hai anh nhá. 0-1, 0-1. Đang bị dẫn trước 1-0 trong trận đấu này. Đây rồi, quả ở đây rồi. Bà mình tìm thấy quả hơi muộn. Nhà đang khá nhiều cánh rừng, không biết bài này xi măng sẽ quyết định đánh cung hay đánh chém đây. Yugi thì khả năng em nghĩ anh Yugi sẽ đánh chém, à đánh cung. Thì mình Yugi rất thích đánh cung. Vâng, chuẩn rồi chị Phạm Vương Mai, anh nick Facebook của em chính là Hùng MM đấy ạ. Bây giờ chị ăn cơm đây nhỉ? 7 giờ rồi. Vâng, bầy yêu đầu mà nó nằm không thể đá về được. Vâng, có đúng một con rồi nó còn nhảy ra cái kiểu này nữa. Bây giờ tôi cần một bài thêm 3 voi và một bãi quả phụ. Quả phụ 6 nữa. Khi mà yêu đầu nó không thể ăn được. Cố gắng đá con hiêu này về với nhà chính của mình. Nghĩa là tránh tình trạng chậm dần thôi. Chứ nó một con hiêu này không ảnh hưởng. Nó chả có tác dụng gì đến việc ép đời cả. Phải cần những con voi. Giá một có một bầy hiêu 7 mà đá về thì là ngon. Hoặc là bầy hiêu 5 hay 6 gì đấy. Vâng, giọng em lại giống giọng Nhã. Ở Nhã của chị thì hiện tại đang chuyển sang bên Mobile Legends rồi. Rất ít khi có thể bình luận. Vâng, 7 giờ đã ăn xong lâu rồi nhưng ăn rất sớm nhá. Cuộc sống sướng thật, em thì 5 rưỡi đã cắp cây, cắp mic đi làm rồi. Mà rừng là nhiều nhưng chưa có đồ ăn gì thêm cả. Đây rồi, có một voi phía xa. Một bầy phiêu phía xa nó cần thêm nhất là một bác cà phụ 6. Vâng, về nhạo như là về môn của và chị Phạm Phương Mai thì hiện tại đã chuyển đất sang Mobile Legends rồi. Rất ít khi bình luận về môn thì khoảng anh mới bình luận thôi. Kéo nó hot thì anh vào anh lại liếm tí. Rồi, con voi đã về nhà chính. Nó rất cần thêm rất nhiều đồ ăn nữa. Một bầy hiêu là chưa đủ. Mày quá, một tên một lách được hàng sư tử không chết dần. Bây giờ có thêm bầy hiêu nữa hả? À không, bầy hiêu lúc nãy. Cố lên nào dân ơi. Rồi, con dân này rất là anh hùng. Khi mà một con dân cân hàng sư tử. Vâng, em thấy bảo thế mà em thấy bảo là về moon đây rồi, con voi nhưng con voi này khả năng sẽ ăn cùng với hiêu luôn. Không, như vậy là quá nhiều sư tử luôn, nhà nuôi toàn sư tử chả nuôi voi. Vườn bách thú thật nhưng mà vườn bách thú sư tử. Tiếp tục đánh lồ tiếp. Nhiều đầu là không ăn được thì nó vướng cánh rừng đầu, cánh rừng già và bãi vàng. Chín phút mà chơi kích đời được, đây là có bầy hiêu rồi, mày quá trúng bầy hiêu này.
Vẫn phải ăn mấy hiệu đầu này thôi. Mới được ăn được không? Hiệu to rồi. Vẫn ăn được mấy hiệu này. Nhưng mà cái em sẽ chặn hết đường ra của những con dân này luôn. Xem việc em nhân đôi. Kích khả năng sang 12 này. Rồi 10 phút mới kích. Như có kết quả hay sao, mình như có kết quả hay sao nhá. Ở dưới chỗ anh vừa cắm cờ. À không phải, cái vực, không phải cái quả. Nhìn tưởng cái quả thì là ngon. Tổng bài mà dò đến xem nào. 32% và 11% của anh ghi thôi. Phải mặc bình quá rồi.